Welcome back to my channel, là Sadi. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn lẩu Đài Loan nha. Thì đây là nhà hàng Hotpot Mon Qua, chi nhánh mình đi là chi nhánh Cao Thắng. Trước khi vào thì tụi mình hãy tuân thủ quy định 5K, quét mã vạch để khai báo y tế nha. Mình vừa vào thì bạn nhân viên đã ra chào và tư vấn gói buffet cho mình rất là nhiệt tình. Gói mình dùng là 488.000, bao gồm luôn buffet lẩu, nước và tráng miệng. Nói chung là càng quét hết nguyên một cái quán mà chỉ gói gọn trong 488.000 thôi. Lẩu ở đây thì mình có thể chọn 2 ngăn hoặc là 4 ngăn. Vị của lẩu thì được chọn 2 vị, nhưng mà nếu mà bạn nào chọn lẩu 4 ngăn á thì 2 ngăn gọi lại sẽ là nước hầm xương nha. Gọi nước lẩu xong thì bạn nhân viên sẽ đưa cho mình cái máy để mình thích ăn gì thì mình sẽ nhấn order. Menu ở đây phải gọi là quá trời quá đất luôn á, từ các loại thịt bò, thịt heo, thịt gà cho đến hải sản như là mực, cá, topping cũng rất là phong phú. Mình là mình khoái cái tteokbokki phô mai á mọi người, trời nó béo béo ngon xuất sắc luôn. Rau ở đây cũng rất là nhiều nữa, mọi người nhớ kêu thêm rau để ăn cho đỡ ngán thịt nha. Kêu xong rồi thì mình sẽ nhấn nút gọi món chốt đơn thôi. Có tập về để đeo vô để trong lúc ăn mình đỡ bị văng lên quần áo nữa nè. Ủa, đeo tập về vô chi rồi cũng mở ra đi lấy nước. Quậy nước thì mình không biết mấy hôm khác thì sao, nhưng mà cái hôm mà mình đi là có trà sữa nè, rồi nước trái cây nè, trà cũng rất là ngon nữa. Mà đi ăn buffet thì uống nước ít ít thôi, mắc công là một hồi no bụng là không có ăn được đồ ăn ở nhà. Xong rồi mình sẽ đi pha nước chấm. Bạn nào mà không biết pha sao cho ngon á thì giống như mình nè, mình múc mỗi muỗng một ít xong rồi mình trộn vào, mình thấy ăn cũng rất là ok nha. Này là mình đang múc theo tâm linh mách bảo mọi người múc vừa đủ ăn thôi nha, tại vì nếu mà chấm không hết bỏ dư uổng lắm á. Xong rồi thì mình sẽ đi về bàn thôi. Trong lúc mà mình đi du lịch cái quầy buffet thì bạn nhân viên đã đem cái nồi lẩu ra cho mình rồi. Mình chọn lẩu thái và lẩu nấm. Lẩu thái thì cay nha, còn lẩu nấm thì ngọt ngọt thanh thanh. Nói chung là mình chấm cái vị nước lẩu 10/10 á. Hết nước lẩu thì mọi người có thể gọi nhân viên để refill nha. Vị nước lẩu ban đầu rất là đậm đà, nhưng mà sau nhiều lần refill thì vị sẽ nhạt đi một xíu nha. Không gian quán thì rất là sang trọng nè, sạch sẽ và rộng rãi. Và những giờ cao điểm thì mình thấy khá là đông khách á, cho nên là mình nghĩ mọi người nên gọi đặt bàn trước để không phải ngồi chờ nha. Đây là món gầu hoa bò Úc, là một món rất là đặc trưng của buffet ở đây. Mình thấy ai vào đây cũng gọi cái phần thịt này hết, tại vì nó đẹp lạ mọi người. Mới bưng ra thì khói nó bay ra, rất là ảo ma Canada luôn. Thịt ở đây rất là tươi và trang trí rất là bắt mắt. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình là mọi người đừng có nên kêu quá nhiều thịt nha, tại vì ăn thịt nhiều sẽ bị ngán á. Với lại ở trong menu cũng còn rất là nhiều những cái món nhúng khác nữa, thì mỗi thứ mình gọi một chút thì mình sẽ ăn được nhiều món hơn. Không biết mọi người sao chứ tôi rất là thích ăn buffet, do là buffet mình có thể kêu được nhiều á, vậy nó mới vừa với cái nết ăn của tôi. Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Trời ơi, đây lại đây, tôi sẽ dắt mọi người đến thiên đường của tôi. Em đã lạc vào một bầu trời kem kem kem. Cái gì vậy bà? Trời xin lỗi nha, cái nết hay hát hát gì đó. Mọi người có ai mà đi ăn buffet mà mê cái buffet tráng miệng giống như tôi không? Kem rất là ngon luôn á mọi người. Ăn lẩu nhớ vừa bụng để ăn tráng miệng nữa nha, chứ đừng có giống như tôi. Tôi ăn quá trời ăn xong rồi hả, tôi không có ăn hết được mấy cái món tráng miệng, trời tiếc hùi hụi luôn á. Kem ở đây là tự ăn, tự xử, tự múc, tự trang trí vậy nè. Có mấy món tráng miệng khác giống như là da cun, bánh flan, trái cây, rồi rau câu nè. Nói chung là cái sự ham ăn của tôi nó là vô hạn, nhưng mà cái sức chứa của bao tử tôi nó là có hạn. Cho nên là tôi chỉ ăn được kem, da cun với lại bánh flan thôi. Đây nè, ta-da, xin giới thiệu với mọi người, đây là quầy tráng miệng. Trời ơi, phải gọi là quá trời quá đất món luôn. Trời ơi, tức ghê, cái bụng tôi đau quá rồi, tôi không có thể nào ăn hết được mấy cái món này. Nhìn rất là ngon luôn, tôi sẽ chấm điểm 10/10 cho quầy tráng miệng ở đây nha. Ăn xong tôi phải ngồi tôi thở một hồi, xong rồi tôi mới có sức tôi đi về, tại vì no quá. Cái hôm tôi đi còn được lì xì voucher giảm giá nữa, ăn hai người tổng thiệt hại hết 1.064.000. Vậy thôi nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.